Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cái sự kỳ diệu của cái Event Output của Resolume. Nếu mà mình mà thực sự mình biết tận dụng những cái tính năng của trong Event Output của Resolume thì nó sẽ cho mình những cái kết quả rất là tuyệt vời. Và mình sẽ chỉ cho các bạn những cái cách để mình có thể tối đa hóa được cái chức năng của Event Output của Resolume Arena. Thì ok, với cả để mình bắt đầu ấy thì mình sẽ giới thiệu qua cái công dân mình đã chuẩn bị trước. Thì ở đây mình sẽ có những cái layer, ví dụ như là cái chữ, cái footage là mình đã chroma nó rồi, tách được tách nền rồi. Các bạn kiểm tra ở phần preview ở đây nó được tách nền rồi. Đây là một cái layer chữ khác. Mình cũng chỉ sử dụng cái text suộc thôi. Đây là một cái layer nữa, cái phần landscape, một cái footage visual để chỉnh màu. Nếu mà mình chạy tất cả những layer này, mình sẽ có một cái output như thế này. Mình sẽ mở cái event output ở trong Resolume. Thì đây là cái layout của mình cũng đã xếp sẵn. Thì nó sẽ được output ra cái phần NewTextIDI. Thì cái output NewTextIDI này nó là một cái chức năng rất là hay của Resolume, có nói với các bạn ở trong cái phần cái bài trước, cái bài livestream ấy. Thì cái NDI này nó cũng giống như SPAL, cũng bạn sẽ output ra một cái trung gian và để bạn truyền đến những cái máy hoặc những cái phần mềm khác. Nhưng mà cái NDI này nó còn rộng hơn nữa, tức là bạn có thể output cho một mạng lưới rất là nhiều những cái máy cùng kết nối với cả một cái cục switch, cái cục modem, cục switch của internet ấy. Thì bạn sẽ out ra cái cục switch đấy bằng cái đường dây mạng. Mà tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ chỉ out ra cái phần mềm OBS thôi. Như bạn thấy ở đây cái phần output là mình đã nhân ra làm bốn cái output khác nhau, và bạn thể thấy là cái output ở đây thì cái layout nó khá là khác so với ở cái output commission của mình. Thì mình sẽ bóc tách ra từng cái phần một, sẽ tắt đây đây. Thì ở trong event output ấy thì như mình có nói trong cái phần pixel map ấy thì mình có nói kỹ rồi, tức là đây là cái screen này, tức là đây là cái phần output mà bạn out ra cái screen nào thì bạn sẽ select cái screen đấy và select cái device của nó, đúng không? Ví dụ mình sẽ output ra cái device, có thể cái display 2, display 3 nếu mà mình cắm vào trong một cái màn hình khác, một cái màn LED khác ấy, thì nó hiển thị ở đây. Hoặc là nếu mà virtual output thì nó sẽ là một cái virtual output thôi, nó không hiển thị ở đâu cả. Đấy. Và nếu mà là new check NDI ấy, thì nó sẽ out ra cái NDI để nó out vào trong OBS. Thì mình sẽ mở ra, thì ở đây như các bạn thấy là mình tách riêng ra từng cái slide một, và trong mỗi một cái slide này thì mình lại lựa chọn riêng từng cái layer của nó. Ví dụ như bạn thấy ở đây là cái layer text này, đúng không? Mình đã chọn cái input source là text thì nó chỉ hiển thị từng cái text thôi, cái type text như vậy và cái footage đó. Ba cái bốn cái footage này được lấy cái input thuộc từ cái layer footage, và cái background thì nó cũng lấy thuộc từ cái layer background, và thậm chí nếu mà mình chọn thêm một cái slide nữa, đặt nó kéo nó ở dưới này ấy, thì mặc định nhá, nếu mà bạn chọn một cái slide mới ấy, thì nó sẽ lựa chọn input thuộc là composition, tức là nó sẽ lấy đúng cái output này này để nó đưa lên, nhưng mà mình sẽ chọn là cái output là background visual đó, và mình có thể kéo nó đến đây, mình đặt tên nó lại đây là background visual. Duplicate nó lên đây. Đấy, như bạn thấy là với cả cái khả năng của Event Output ấy, thì với cả mỗi một cái
slide này các bạn có thể nhận suộc từ riêng cái layer này, từ riêng cái layer của cái composition, và bạn có thể gọi là layout lại một lần nữa ở trong cái output. Nó rất là tuyệt vời đúng không? Tức là nó cung cấp cho mình cái khả năng tùy biến rất là cao. Đấy, bạn có thể bố cục lại cái graphic của mình thêm một lần nữa. Đấy, chứ nó không chỉ đơn giản là ví dụ bạn tạo cái slide đây và bạn lấy nguyên cái composition từ cái output monitor này đây, thì nó sẽ bình thường đúng không? Nhưng mà bạn làm cách này thì nó sẽ tùy biến rất là nhiều. Ví dụ như mình sẽ output ra cái NDI OBS Save and Close, thì trong cái OBS thì mình chọn cái NDI suộc, đúng không? Mình lựa chọn cái suộc của Arena, đấy nó hiển thị luôn. Đó, thì các bạn nó hiển thị ở đây rồi. Quay lại với Slug thì cái điều tối quan trọng ở đây là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình ấy, là bạn sẽ phải đặt tên, bạn nên đặt tên tất cả những cái này. Ví dụ ở đây bạn đặt tên cái screen này của bạn là trái phải hay là bốn màn hình hay là như nào đấy thì bạn nên đặt tên. Thế tại vì khi mà liên quan những phần mềm khác ấy, bạn sẽ thấy cái tên này để bạn có thể nhận biết được rất là nhanh chóng cái suộc mà NDI bạn out ra, đúng không? Thì ở đây thì cái slide cũng như vậy thôi, bạn cũng nên đặt tên. Ví dụ cái input suộc của nó là gì thì bạn nên đặt tên cái slide là như vậy. Ví dụ cái này bạn có thể biết được luôn là cái slide này nó lấy input suộc từ đâu, đúng không? Đây là footage background. Tức là cái chuyện đặt tên này cực kỳ quan trọng. Nếu mà mình lười cái này thì về sau mình quản lý cái input và những cái suộc rất là khó. Thì bây giờ mình tắt cái này đi nhá, mình sẽ thử tạo một cái screen mới. Đây, screen, và mình sẽ thử bố cục từ đầu các bạn, đúng không? Cái mặc định của nó lấy từ cái composition. Ở đây mình sẽ chỉ chọn cái footage thôi. Đấy, mình chỉ chọn footage và bạn chọn thêm một cái slide nữa. Bạn chọn cái text rồi các bạn. Đấy, và để output thì nó như thế này, đúng không? Thì cái này mình sẽ đặt tên lại là footage. Tên lại text. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bố cục lại cái output này mình thêm lần nữa. Mình sẽ kéo ở đây. Mình sẽ cho nó thử gọi là có một hiệu ứng như của đồ bóng ấy. Reflection ở dưới thì mình sẽ duplicate thêm thằng này nữa. Mình sẽ chọn nó là reflect. Và mình xoay nó đây. Bạn có thể giữ shift nhá, bạn giữ shift để bạn thể xoay nó theo cái tọa độ bạn muốn. Nếu bạn xoay nó kéo đây, đúng không? Đấy, bạn vào trong cái flip này, bạn thấy ở đây. Đấy, thì bây giờ nó như kiểu nó có mirror ấy, nó được phản chiếu, đúng không? Và cái screen này sau khi bạn ok rồi thì bạn sẽ đặt tên nó lại mirror. Bạn output ra new text thì trong này nhá, bạn sẽ tạo thêm một cái NDI suộc nữa và bạn chọn cái suộc name là desktop arena view. Đấy, thấy chưa? Bạn thấy cái việc đặt tên cho cái screen nó rất là quan trọng đúng không? Nên bạn để nhanh chóng chọn được luôn là cái screen nào bạn muốn output ra. Thì đó, thế coi như là từ cái composition này của mình thể output ra từng phần được, mình bố cục lại một lần nữa trên cái phần mềm khác, ví dụ phần live streaming OBS. Giờ tạo thêm một cái layer nữa, chọn cái background visual của bạn, đặt nó xuống dưới. Bạn có thể co kéo nó như hoạt động, nó giống như layer ấy. Ở trên này là layer đầu tiên này, và ở dưới thì là layer ở dưới. Nên nó rất là trực quan luôn, đúng không? Background visual đó, ở trên NDI thì nó cũng hiển thị như vậy luôn. Một cái nữa ấy là như bạn có thể thấy ở đây ấy, là mình có đặt mình có thể tạo cái group ở trong những cái
layer riêng ở trong cái group mà mình cho vào đúng không? Thì bao gồm text và footage. Và đây mình cũng có thể tạo, mình có thể lấy được luôn cái input source của một cái slide là từ cái group luôn. Để ví dụ như mình đặt tên cái group là footage cộng text, mình chọn này đấy, thì nó output luôn mình như này đó. Và bạn để chú ý bạn cho thêm cái layer khác ở trên cái trong cái group này đấy. Đó, tức là nó rất là flexible, tức là tùy chọn cho các bạn, nó là gì nhỉ, linh động cho các bạn việc lựa chọn. Và cũng như vậy, ví dụ như là bạn muốn output từ, bạn chỉ muốn output từ cái composition này, cái phần text này lên trên cái cột led ở bên trái hoặc phải, bạn cũng làm cách như vậy luôn. Tức là bọn bạn chọn riêng cái slide này là bạn chọn cái input source đấy, và bạn có thể chọn từ group nữa, không nhất thiết phải là từ cái layout đấy hoặc là từ composition đấy mà có thể từ group luôn. Thậm chí là bạn có thể chọn từ cái cửa sổ preview. Tức là bây giờ preview của mình là mình đang đặt đây, mình đang đặt là cái layer này đúng không? Mình có thể preview là cái này nữa, nó chuyển luôn. Cái này nó rất là hay luôn. Thế là mình không hay dùng nữa lắm. Đấy, thành ra là mình sẽ chỉ sử dụng cái là cơ bản của nó thôi. Mình chọn từng group thôi. Thì nếu mà cái slide 1 của bạn, bạn chọn từ group này nhá. Nhưng mà cái slide tiếp theo ấy, mình đặt tên slide này là group, group nhé. Mình đặt tên rất là kỹ luôn, của mình không bao giờ lười trong cái việc này đấy, tại vì nó sẽ giúp mình quản lý về sau, quản lý cái file về sau rất là dễ. Mình chọn cái slide nữa chẳng hạn, chọn slide này là cái footage nữa đấy. Đó, duplicate nó lên, select hai cái dòng này, kéo chữ shift kéo. Các bạn thấy không? Tức là nó cực kỳ là linh động trong việc sử dụng footage. Footage phải. Footage trái. Các bạn có thể thậm chí là chỉnh màu. Đó, chỉ cái brightness và cái contrast luôn. Xoay clip nó. Mà mình output ra này, output ra SDI, ghi là gọi là 3 giây chẳng hạn. Nó output ra luôn cái NDI này. Thì cái cách mà nó output ra cái NDI này như nào thì có nói ở bài tập trước rồi. Giờ đây mình đang chỉ cho các bạn cái khả năng rất là cao của cái agent output. Nó giúp mình rất là nhiều thứ. Một cái nữa là khi mà bạn, ví dụ như bạn output cái screen này ra đây nhá, là output NDI ra new text đúng không? Nhưng mà bạn cũng output luôn cả cái này ra NDI nữa, thì bạn thậm chí có thể mix được hai cái input NDI luôn với nhau, và bạn thể layout lại một lần nữa. Tôi ví dụ như mình đây chọn 3 giây nhá, đúng không? Và bây giờ mình xóa bớt đi, xóa mình tiếp, mình tạo thêm cái NDI nữa. Và lúc nãy mình chọn cái mirror đúng không? Mình bật cái mirror lên. Ở trên cái event output này ấy, thì ngoài những chức năng đấy thì bạn có thể thấy là zoom to nhỏ thứ này, nhưng mà có phần, ví dụ cái phần bạn nào muốn mapping ấy thì bạn có thể edit được những cái point này đúng không? Ví dụ mình sẽ tạo một cái screen mới đi. Mình đã bị lừa dối. Đây,
bạn thể có được những cái points này, bạn thể transform nó, bạn kéo đúng không? Cái này dành cho những cái bạn nào bạn muốn mapping ấy, thì bạn thể chọn một cái point riêng, bạn click vào edit point, bạn kéo nó đấy. Và ví dụ bạn dùng máy chiếu ấy, thì ví dụ cái vị trí đặt máy chiếu bạn hơi xéo một tí, thì bạn có thể dùng chức năng này, bạn kéo cái screen của mình nó thẳng ra theo đúng cái góc chiếu của máy chiếu đấy. Bạn thậm chí có thể bóp nó, bạn có thể warp nó bằng cách là bạn có thể thêm những cái gọi là subvision này, x và y này, bạn có thể thêm được những cái nút như thế này đúng không, và bạn có thể kéo được từng cái phần một, bạn thấy không, theo cái hình đa giác, cái hình mặt chiếu mà các bạn chiếu đấy, nó sẽ kéo cho đúng cái mong muốn và cái ý tưởng sắp đặt của các bạn, rất là tuyệt vời luôn đó. Bạn có thể giảm được cái số subvision này đi đấy, bạn giảm đi, thậm chí bạn để chọn thay đổi những cái point mode này nhá, thì mặc định nó để liner, tức là cái nó chỉ là một cái điểm mà mình kéo những cái điểm thôi đúng không đấy, nhưng mà bạn có thể chọn là desire, tức là những cái điểm này nó lại có một cái cánh tay đòn nữa để bạn có thể kéo được cái góc nó lượn sóng như là ý muốn của bạn. Nếu mà bạn có cái kiến thức cơ bản về Photoshop hay là Illustrator ấy, thì bạn sẽ hiểu ngay cái này, cái desire nó là cái gì. Nói chung là rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời đúng không? Mà cái khả năng tùy biến nó là không có giới hạn. Ngoài ra thì bạn ngoài cái chuyện là bạn chọn cái slide theo cách bình thường ấy, thì bạn có thể chọn cái polygon. Cái polygon là gì? Tức là ví dụ ở đây là cái input chọn polygon nó như này đúng không? Nhưng mà output ấy, nó lại là một cái hình tam giác. Đó. Bạn có thể chọn nhanh hình tam giác và bạn cũng có thể edit point được cái từng cái point của cái tam giác này luôn. Hoặc là bạn có thể tự vẽ cái polygon của mình đúng không? Bạn có thể tự vẽ, thay vì bạn chọn cái tam giác này ở đây thì bạn đưa cái trỏ chuột vào cái bút này là bạn có thể tự vẽ cái polygon. Thế thì bạn có thể click vào từng cái điểm trên này để bạn vẽ cái polygon, vẽ cái hình đa giác ở trong cái input của mình theo đúng những cái phần nào mà mình muốn cắt ra đấy, bạn kết thúc cái hình của mình bằng cách bạn quay trở lại cái điểm đầu tiên mà bạn vẽ đó, khiến cho cái output này nhìn này thấy không, nó tự động nó thành một cái polygon để cho các bạn để co kéo. Cái này nếu mà bạn làm mapping ấy thì bạn rất hay sử dụng cái này đấy, bạn để transform transform co kéo cả cái biến này, hoặc là bạn để chọn edit từng cái điểm này được. Thì ở đây có một cái phần nữa là cái output mask, thì cái này ở đây mình sẽ chọn một cái slide mới, full hết luôn đúng không, và mình chọn thêm một cái layer ở trên đấy nữa là mình lựa chọn output mask, tức là ở đây cái output mask này nó là cái mặt nạ, nó là cái mask. Nếu mà bạn làm đồ họa nhiều bạn sẽ rất là quen với cái thuật ngữ này, thì cái mask này nó sẽ cho bạn hiển thị ở trong cái phạm vi của cái hình đó, còn tất cả những cái phần ở ngoài ấy, nó sẽ là đen hết đấy, bạn hiểu đúng không, và bạn có thể xử lý này bằng rất là nhiều hình đấy, bạn có thể sử dụng tròn, hình đa giác, rồi thậm chí là bạn có thể vẽ một cái mask riêng cho nó, để ví dụ mình vẽ một cái hình ngôi sao chẳng hạn, mình vẽ thô thiển thôi. Thường ấy là nếu mà bạn đã vẽ được cái mask như này rồi thì bạn nên vẽ trên một cái tức là cái nền là bạn nên có một cái pixel map, một cái led pixel map, hoặc là một cái mapping pixel map được. Đấy, thì bạn phải vẽ một cái hình như vậy, và bạn cũng có thể co kéo từng cái point một cái mask này đấy, nhưng mà nên nhớ cái mask này nó luôn luôn là một layer trên, ở trên cái input tổng của bạn nhá đấy.
trên cái in trên trên cái input source của bạn, chứ nó không phải là một cái merge vào trong cái input source, nó lên luôn luôn là một layer trên. Ngoài ra thì bạn có thể mask cái này, nếu mà bạn làm về lighting ấy thì bạn thể mask vào trong cái dynamic matrix đấy. Ví dụ bạn chọn cái dynamic này, bạn chọn cái output cái slide ở đây ấy, thì nó sẽ nhận được luôn cái một cái pixel mà bạn muốn, và nó sẽ output ra cái dãy đèn led dynamics của các bạn. Nó sẽ rất là tiện trong việc ví dụ bạn muốn làm cái chuyện lighting kết hợp với ở visual đấy. Ok, thì với cả những cái chia sẻ như vậy thì hy vọng là các bạn sẽ have fun với cả cái Lena Cook của Sloom, và hẹn gặp các bạn ở bài tập sau. Xin chào các bạn.